Vâng, kính chào quý vị và các bạn yêu âm thanh, âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc đang theo dõi trên kênh YouTube của Tị Audio, một kênh hiện nay đang cung cấp các thiết bị âm thanh hàng bãi, các dòng cục đẩy Crown Margaritech cũng như các dòng loa JBL, các dòng đời 3 số, 4 số cao cấp của Mỹ. Vậy mọi nhu cầu về mua sắm xin hãy liên hệ theo số điện thoại 0975 600 005 để được cung cấp hình ảnh cũng như tư vấn chi tiết. Và quý vị thân mến, ở clip hôm nay em xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là một cặp súp được đánh giá là khủng long bạo chúa và cũng là một dòng súp ở phân khúc đẳng cấp và cao cấp hiện nay, chứ không như những các dòng súp thông thường mà ở thị trường Việt Nam hiện nay chúng ta đang bán cũng có nhiều hàng thông thường giá từ 15, 20 đến 25, 30 triệu một cặp. Thì đây là một dòng súp được đánh giá cao cấp bên trên những phân khúc như vậy rất nhiều. Vì vậy quý vị đừng so sánh với những dòng súp hiện nay đang bán trên thị trường Việt Nam. Quý vị thân mến, đây là một cặp súp đơn bát 50 và nó được chạy với từ neo. Vâng, nó được chạy với từ neo. Được sản xuất tại Mỹ và lắp ráp tại Mexico do một tập đoàn nổi tiếng của Mỹ cũng như nổi tiếng trên thế giới lắp ráp và sản xuất, đó là tập đoàn Hartmann. Vâng, do tập đoàn Hartmann lắp ráp. Và giá của sản phẩm này, giá mới trên thị trường Mỹ là 140 đến 150 triệu một cặp. Vâng, tuy nhiên giá thành của cặp này còn khá đẹp với cửa hàng của Tị Audio, giá là trên 40 triệu đồng một cặp. Nếu quý vị nào lấy một quả, em sẽ bán một quả và giá một quả là trên 20 triệu một quả. Vâng. Và với dòng súp này, nó có chất âm rất là mạnh mẽ và mềm mại. Theo như thông số của Tị Audio biết thì dòng súp này nó được chạy với một loại côn, người ta gọi là côn đôi, tức là nó côn hai đoạn. Vì vậy nên nó rất là đẳng cấp. Và côn hai đoạn là như thế nào? Quý vị và các bạn chờ một chút, em sẽ đánh trên những trang thế giới để tìm ra cái côn của nó để quý vị và các bạn chúng ta cùng xem và thưởng thức. Vâng, quý vị thân mến, đây là một chiếc côn của dòng sản phẩm này. Tại sao gọi là côn đôi? Tức là nó có hai khúc, một khúc trên và một khúc dưới. Đây là Tị Audio tìm hiểu cũng như tìm nó ở trên trang web của thế giới. Và đây là thông số của côn để dùng cho dòng sản phẩm này, cũng như đây là màng chính hãng của nó. Vâng, quý vị lưu ý đây là côn, đây gọi là côn đôi. Và quý vị thân mến, đây là một cặp loa còn hình thức đẹp, đảm bảo là trên 90%. Vậy quý vị nào có nhu cầu sở hữu cũng như quý vị nào chưa có nhu cầu sở hữu mà muốn tìm hiểu về những dòng sản phẩm này, giá cả của nó thế nào và thật sự nó quý giá như thế nào và chất lượng của nó như thế nào, xin hãy đánh lên trang web và tìm những sản phẩm này. Đây, quý vị lưu ý rằng quý vị chỉ cần đánh chữ JBL. Vâng, nó hơi nhòa, để quý vị chờ. Vâng, quý vị chỉ cần đánh chữ JBL và đánh chữ ASB 7118. Vâng, quý vị chỉ cần đánh chữ JBL ASB 7118 là nó sẽ ra dòng sản phẩm này và tất cả về thông số kỹ thuật cũng như về giá mới khi nhà sản xuất ra. Theo như cặp loa này thì giá mới khi nhà sản xuất ra thì nó là khoảng từ 140 đến 150 triệu một cặp. Quý vị lưu ý. Vâng, 140 đến 150 triệu một cặp. Và trong ngày mai hoặc ngày mốt Tị Audio sẽ mở nội thất bên trong để mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem về sản phẩm này cũng như đánh giá, sẽ có một clip để chúng ta cùng xem về dòng sản phẩm này, về loa bát cũng như về cấu hình bên trong.
và thể tích của cặp loa này để tiện cho quý vị tính toán với không gian của gia đình mình. Tiện cho quý vị tính toán với không gian của gia đình mình thì nó có một chiều rộng là 50. Vâng, chiều rộng là 50 và chiều cao là cũng khoảng 52. Chiều cao khoảng 52 và chiều rộng là khoảng 50 đến 52. Và chiều sâu của nó là khoảng 75 phân, quý vị lưu ý. Chiều sâu của nó là khoảng 75 phân. Vì vậy nên về bề mặt của nó có một diện tích rất đẹp và rất phù hợp để mình kê gọn vào một góc nhà. Kê gọn vào một góc nhà rất là tiện, rất là đẹp. Và những dòng sản phẩm này nếu quý vị nào đang muốn tìm những hàng độc hiếm lạ khó tìm, chất lượng. Vâng, chất lượng. Xin hãy sở hữu cặp loa này và hãy điện thoại cho Tị Audio để được sở hữu nó. Với một chất âm của dòng sản phẩm này có chất âm rất mạnh, sâu lắng và rất là êm. Tuy nhiên ngồi trong nhà chúng ta chỉ nghe thấy tiếng trống rất mềm mại, êm và bình thường. Nhưng ở đằng trước hè, nhà quý vị và các bạn nếu như có mái tôn hoặc là mái không tốt thì sẽ có tiếng rì rầm ở đằng trước mái tôn. Nhưng trong nhà chúng ta ngồi nghe thì thấy rất bình thường và rất mềm mại cũng như ấm tai. Vâng, quý vị lưu ý. Vâng, đây là hình thức, tất cả hình thức ngoại thất của dòng sản phẩm. Và cặp này quý vị lưu ý rằng nó được sản xuất tại đất nước Mỹ và lắp ráp tại đất nước Mexico với model là SUV hơi JBL ASB7118. Vâng, và cuối clip quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi kênh của Tị Audio, để mỗi khi Tị Audio có những sản phẩm mới lạ độc để quý vị và các bạn chúng ta có thể kịp thời xem video và nhận biết trước tiên. Và bây giờ Tị Audio xin được dừng clip tại đây. Xin thân ái hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip sau.